Đây không ạ? Thì tôi luôn luôn đứng ở đây để cho gần tất cả mọi người. Vì chúng ta biết rằng một điều đó là Hội Thánh của Chúa được thành lập lên ấy, không phải là để giao giảng về tôn giáo. Và Hội Thánh của Chúa được thành lập để nói về một Đức Trời đang sống. Để rồi có như lời Kinh Thánh chép là con và những kẻ nghe con sẽ được cứu. Chính vì vậy mục đích cuối cùng của Hội Thánh chúng ta đó là giao giảng về sự sống để mọi người có thể đến với Ngài. Rất nhiều lần tôi đã nói với ông bà anh chị em rồi đúng không? Chúng ta muốn một cái bánh thật hay là một cái bánh vẽ? Bánh thật đúng không? Dù nó nhỏ nhưng mà bánh thật là bánh chúng ta có thể ăn được. Chính vì vậy một điều mà rất là quan trọng đó, ông bà anh chị em biết sao? Đức Chúa Trời của chúng ta là thực tại. Nếu mà có thêm 100 hội thánh ở vùng này đó mà chỉ là tôn giáo đó, điều đó không có ý nghĩa gì cả ông bà anh chị em. Đúng không ạ? Đã rất nhiều lần tôi phải nói với hội thánh là giống như chúng ta là một người bệnh thì buổi sáng chủ nhật chúng ta đến hội thánh chúng ta muốn được chữa lành hay muốn đến được thay băng ạ? Chữa lành đúng không? Dạ, cảm ơn Chúa. Đó là lý do buổi sáng nay chúng ta vừa đọc qua đoạn Kinh Thánh trên, chúng ta thấy là có gì đó nó rất là khó nghe, khó hiểu và dường như nó không có quen thuộc với mình. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, một chút thôi lời của Chúa được cắt nghĩa, chúng ta sẽ thấy được đó là lời dẫn chúng ta đến sự sống đó ông bà anh chị em. Chính vì vậy thưa hội thánh, người ta thường nói là mấy cái ông ở trong nhà thờ rồi là mấy người đi theo Chúa ngồi dưới đất nói chuyện ở trên trời. Mọi người biết vì sao không? Vì thật sự chúng ta có thấy điều thuộc về trời, cho nên chúng ta mới nói điều ở trên trời. Mà mình nói điều thuộc về trời thì mình sẽ có như gần trời xa đất. Còn nhiều người mà hối thì ta nói gần đất xa trời đúng không? Nhưng mình sao? Cảm ơn Chúa, Chúa cho mình gần trời xa đất. Dạ. Cảm ơn Chúa. Điều mà tôi muốn khích lệ ông bà anh chị em, không phải điều gì chúng ta không thấy có nghĩa là không tồn tại đâu nha. Mình có thấy không khí đúng không ạ? Không thấy, nhưng mà không khí vẫn tồn tại đúng không ạ? Chúng ta biết là trên cái kính đeo mắt của mình nó có cái chữ UV không ạ? Mọi người biết về cái chữ đó? Cái kính kính mát của mình đấy. Cái kính đó nói rằng là chống lại cái tia cực tím. Và chúng ta thấy một điều lạ lùng là trong cái dải màu sắc của mắt thường có thể nhìn thấy đấy, gồm có đỏ này, có cam này, có vàng này, có lục này, có lam này, có tràm, có tím ấy. Chúng ta nhìn thấy ở mắt thường mình. Nhưng có hai cái bức xạ mà chúng ta không nhìn thấy, đó là cực tím và hồng ngoại. Ở hai cái này không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chính nó thay đổi hoàn toàn những cái gì mà chúng ta đang nhìn. Đó là do tại sao là nếu mình ra ngoài trời đó, một lúc là người mình đen thui đó, đó bởi vì cái tia cực tím. Cái tia là chúng ta không nhìn thấy bằng mắt mình được, nhưng nó đang tồn tại và làm cho mình đen. Và cái tia hồng ngoại là cái tia chúng ta không nhìn thấy được, nhưng mà chúng ta thấy mình rất bị nóng đúng không ạ? Và cái tia hồng ngoại đã giúp cho trong cái kỹ nghệ mà sản xuất cái máy ảnh đó, đó là những một phát minh. Vì vậy khi mà khám phá ra cái tia cực tím và tia hồng ngoại đó được xếp vào 200 những phát minh quan trọng nhất của nhân loại. Đó là nó khiến cho người ta hiểu được bản chất của ánh sáng. Ánh sáng không chỉ là những cái chúng ta nhìn thấy, ánh sáng còn có những cái điều chúng ta không nhìn thấy, nhưng những điều này làm cho chúng ta ấm áp bởi vì có tia hồng ngoại đâu mà anh chị em. Vậy kính thưa hội thánh, những gì mà chúng ta không thấy không có nghĩa là không tồn tại. Và có một điều mà tôi muốn chúng ta còn nhìn thấy sâu xa hơn, đó là nếu chúng ta muốn thấy, chúng ta sẽ thấy ông bà anh chị em. Tức là khi cái ông Herschel đó, ông là một người Đức, năm 18, ông năm 1800, ông mới phát hiện ra là khi ông mới chiếu một cái chùm tia sáng qua một cái thấu kính và nó phân trên 7 cái màu sắc xong, thì ông dùng cái nhiệt độ đó, ông đo từng cái màu sắc, ông thấy là không có điều gì dịch chuyển cả. Nhưng mà bên cạnh cái màu đỏ đó, ông thấy nhiệt độ ở cái nhiệt kế nó tăng lên. Ông nói rõ ràng là ông không nhìn thấy bất cứ một cái hình thức nào ở trên cái thang màu này, nhưng tại sao lại có một cái vùng nhiệt độ tăng đột ngột như vậy? Và ông phát hiện ra đó là bên cạnh màu đỏ có một cái vùng bức xạ nhiệt trên gọi là hồng ngoại, tức là bên ngoài cái vùng màu đỏ. Trên đó ra chúng ta thấy không ạ? Ông là một người muốn tìm, cho nên ông đã tìm thấy. Còn nếu chúng ta không muốn thấy đấy,
thì nó ngay trước mắt chúng ta vẫn không thấy. Giăng đoạn 5 câu 24 câu 40 nó đơn giản là như thế này: Chúa Giêsu đã chữa lành cho một người bị bại liệt, và rồi khi người ta không hỏi Chúa Giêsu là làm thế nào Ngài chữa lành cho người ta, mà người ta quay ra chất vấn Chúa Giêsu là tại sao Ngài lại làm cái việc này trong cái ngày không được phép làm. Hãy hình dung nhé, chúng ta đang ở trong căn phòng này, có một người bị bại liệt, đúng không? Và chị Kim Ngân và chị Hằng tập trung vào cầu nguyện cho người đó của người được lành. Thì có những người khác đến nói là mục sư đang giảng, tại sao hai cái người này lại làm cái việc không được phép làm trong cái giờ này. Tôi đang nói như vậy để chúng ta hiểu được cái bối cảnh. Đó là Chúa Giêsu vừa chữa lành cho một người xong, thì người ta nói ông Giêsu này, trong đền thờ, trong cái nơi thiêng liêng này, phải tập trung vào chương trình. Ở trên kia người dẫn chương trình hay họ ra chương trình cho chúng ta từ mục 1, mục 2, mục 3, mục 4 là tất cả mọi người đang tập trung vào đó. Các ban hát sẽ đi lên, rồi của lễ được dâng lên, rồi tất cả mọi điều nó đang là thiêng liêng trang trọng. Tại sao ông Giêsu lại làm một cái việc này trong cái ngày quan trọng này? Ông vi phạm luật lệ. Chúng ta biết sao? Người ta chỉ thấy một điều không đúng với cái bối cảnh đền thờ, mà người ta không nhìn thấy Chúa Giêsu đã chữa lành cho một người, người đó ngồi 38 năm ở cạnh đền thờ mà không được lành. Câu hỏi đúng ra người ta phải hỏi Chúa Giêsu là tại sao Ngài chữa được lành, thì người ta hỏi sao? Tại sao ông lại dám chữa lành? Chúng ta thấy không? Nên là cái mắt của chúng ta vẫn thấy, nhưng vì lòng của người ta mù nên người ta không thấy ông bà anh chị. Trên đó lý do tôi ước ao ông bà anh chị hiểu một điều này. Giăng đoạn 5 câu 24 câu 40 là một đoạn đối thoại của Chúa Giêsu với con người. Và sứ đồ Giăng ông chép lại điều đó để chúng ta biết là sao? Chúa Giêsu Ngài nói sao? Tại sao các con không thấy? Bởi vì một người què 38 năm bại liệt mà trong một tích tắc họ được chữa lành, thì các con nên hỏi tại sao người này được lành. Và sau đó Chúa Giêsu nói sao? Các ngươi phải hiểu rằng những gì ta làm và các ngươi đang nhìn thấy đó, đó là lời chứng để các ngươi biết rằng ta đến từ Đức Chúa Trời và ta có quyền chữa lành. Và Chúa Giêsu muốn nói sao? Sự chữa lành chỉ là một phần trong cái minh chứng về Ngài, còn Ngài còn làm điều lớn hơn. Cho nên đó ra chúng ta thấy không? Giăng đoạn 5 câu 24 đến câu 40 có một cái từ rất là quan trọng, đó là sống ở bàn chèm. Ngài nói sao ạ? Các ngươi sẽ không ngạc nhiên đâu, cho đến ngày ngay cả người chết nằm trong mộ nghe tiếng của ta cũng sẽ sống lại đâu mà anh chị. Cho nên người ta đang tập trung vào hình thức tôn giáo, còn Chúa Giêsu thì nói rằng ta đây là sự sống. Vậy hơn bà anh chị em, điều quan trọng trong buổi sáng hôm nay chúng ta đến ở trong hội thánh này đấy, không phải đi tôn giáo mà anh chị em. Điều quan trọng trong buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ bị Chúa Giêsu Ngài dồn chúng ta vào trong chân tường kia. Và Ngài nói với chúng ta sao? Ta là sự sống và sự sống lại đó. Các con chỉ có một lựa chọn thôi. Hoặc là mở rộng tấm lòng của mình, đón nhận Ngài. Hoặc là chúng ta sẽ giống những người này, sẽ kết án Chúa. Chúa Giêsu đạo tin lành có mặt ở trên đất này làm cho người ta bị rắc rối cuộc đời. Đáng nhẽ ra là mình được thoải mái hút sách, mình được thoải mái làm mọi điều mình muốn. Tại sao hội thánh cứ nói là không được tà dâm, không được làm cái này cái khác? Quá phiền toái. Đúng không ạ? Người ta đang tìm cách loại bỏ hội thánh ra khỏi xã hội này. Cũng giống như người ta đang nói với Chúa Giêsu là ông làm phiền quá. Nhưng có một điều khác. Đó là Kinh Thánh chép, nếu chúng ta nhận Ngài đó, Ngài ban cho chúng ta mối quan hệ trở nên làm con Đức Chúa Trời. Và đó là tại sao trong đoạn Kinh Thánh này Chúa Giêsu nói sao? Các ngươi phải biết rằng sẽ đến một thời điểm những kẻ nằm trong mộ nghe tiếng con Đức Chúa Trời và sống lại đâu. Và hôm nay vấn đề đặt ra là gì? Nếu chúng ta muốn, chúng ta sẽ có cách, đúng không ạ?
Có một bà vợ đến gặp một nhà hiền triết. Bà ta nói rằng là mối quan hệ của bà với ông chồng nó tệ quá rồi. Làm thế nào để giúp cho là bà và chồng của bà phục hồi trở lại cái mối quan hệ? Thì nhà hiền triết nói là rất đơn giản thôi. Tôi sẽ giúp được cho chị. Chỉ cần chị lấy cho tôi mấy cái lông ở trên đầu con sư tử thôi. À, bà này bà mới nghĩ đầu làng mình gần bìa rừng có con sư tử thỉnh thoảng tới đó. Mà bây giờ mình mà tới gặp con này là mình chết liền. Thế là bà biết là cứ 5 giờ chiều là nó tới đúng không ạ? Nó hay đến nó rình đó. Thì cứ mỗi một ngày, những ngày đầu bà đứng từ xa xa, bà mang con chiên, con dê đó, bà để trước mặt đó, bà để con dê chạy tới con sư tử ăn. Giết rồi con sư tử nó quen rồi, bà đến gần nó hơn một chút. Và vẫn cứ vậy, cứ ngày nào đến, lần nào đến gặp cũng lại một con chiên hay một con dê. Rồi con sư tử nó quen, nó thân và đến ngày bà ngồi gần, bà giờ nó còn nhổ được mấy cái lông. Thế bà mang về, bà đưa cho ông hiền triết. Thế bà nói đây mấy cái lông con sư tử đây. Thì sư tử giờ nó quen bà, nó thấy bà tới là nó vui vẻ, nó cười mà. Thế là bà đưa cho cái ông hiền triết này mấy cái lông sư tử. Bà bảo vậy thì bây giờ tôi phải làm gì? Ông nói là giống như cách cô thuyết phục con sư tử đây. Ý tôi nói là nếu chúng ta muốn thì sao ạ? Mình sẽ có cách. Phú nói với Leon là nếu mình muốn thì sao? Mình sẽ có cách. Nếu chúng ta thật sự quan tâm đến sự sống đời đời ông bà anh chị em, chúng ta sẽ đọc được. Hôm nay đoạn kinh thánh hội thánh đọc lên nghe nó lủng củng quá, chết chết sống sống rồi là cái gì đó. Nếu mình muốn thì mình nói ồ, nếu đây là kinh thánh nói về sự sống đúng không? Ồ, ngày các con sẽ sống lại, rồi ngày các con nằm trong mộ mà sẽ sống lại. Miễn là các con tin ta, thì mình sẽ ra để ý mình, ồ, như vậy là mình, nếu mình muốn, mình sẽ tìm cách đúng không? Giống như là ông Hersel đó, ông phải chiếu qua cái lăng kính để ánh sáng mắt mình nhìn thấy nó. Bình thường do ánh sáng đèn đúng không? Nhưng chiếu qua lăng kính nó mới ra 7 cái màu sắc. Rồi từ 7 màu sắc đó, ông mới dùng cái nhiệt kế để ông đo từng cái một, để ông biết rằng là ồ, có một cái tia hồng ngoài. Rồi ông Richter cũng vậy. Ông là người Đức. Một năm sau ông thấy ông này làm, ông cũng phải đo và ông phát hiện ra có tia cực tím. Và chúng ta thấy không? Đó là nếu mình muốn, mình sẽ có cách. Rồi, còn nếu mình không muốn ra thì sao ạ, Phú? Nếu mình không muốn thì vì sao? Kiếm cớ. Kiếm cớ, dạ. Nếu mình không muốn, mình có cớ. Nếu mình không muốn, mình sẽ kiếm cớ. Bà nội thì nói với đứa cháu là bữa nay nhà mình bận, nghỉ học đi. Thì đứa cháu nói bây giờ nó làm sao? Nói là ok, để gọi điện, để cứ gọi điện là nói là bà nội mất. Thế là nó gọi điện đến trường, thế là báo là hôm nay bà nội mất, thì ra là phải nghỉ. Ok, rồi trường cho nghỉ. 3 ngày sau, nhà trường gọi đến thì bà nội nghe máy. Dạ, thế người ta hỏi, mấy ngày trước tôi thấy là cháu bà nói là bà mất, mà bữa nay sao bà nói bà, à bữa nay dỗ 3 ngày tôi về. Dạ. Mình thấy không ạ? Nếu mình muốn thì mình có cách, còn nếu mình không muốn thì sao? Có cớ. Dạ. Mình có cớ đâu bà anh chị em. Hôm vừa rồi tôi gọi điện cho ngoại lộc, tôi sang Cali để gặp ngoại tuần tới, ngoại tháng 11 ngoại đi Việt Nam, cho nên tôi tranh thủ bay sang để gặp ngoại. Năm nay 98 tuổi ông bà anh xem. Ngoài gọi điện cho tôi không được, ngoại nhắn tin rồi chứ. Ngoài gọi chả thấy đứa nào cầm máy cả. Mình nhìn thấy tin nhắn đầy đủ giữa tiếng Việt này. Thế sao mày tôi gọi điện lại cho ngoại. Tôi muốn kể về câu chuyện về ngoại để chúng ta thấy là sao? Vì ngài đã nhìn thấy điều người khác không nhìn thấy. Ngoại yêu mến Chúa. Và ngoại nói chứ. Tôi nói ngoại thì ngoại còn khỏe không? Khỏe. Và ngoại sức khỏe thế nào vậy? À, ngoại khỏe lắm. Bữa vừa rồi ngoại đi khám sức khỏe có mấy đứa ở trung tâm y tế nó còn bày đặt nó viết toán ra, nó là ngoại làm toán xem 10 cộng với 15 bao nhiêu, nó muốn kiểm tra trí nhớ của mình. Ngoại nói mày cứ đưa 1.000 cộng với cả mấy ngàn ra ngoài cũng làm được. Nó đưa hai hình thoi xong rồi xem là mình có xếp lại cho nó giống cùng nhau không, rồi nó hỏi là thế ngoại tự viết một cái câu hay ngoại làm. Ngoại test qua hết con ạ. Nó còn kiểm tra toán ngoại đấy chứ.
Ý tôi nói 98 tuổi ông bà anh chị em. Nhưng mà năm 85 tuổi, ngoại học ai xong sao ngoại nói chứ, học xong không thấy hội thánh ai lên đường cả. Ngoại quyết định lên đường sang Malaysia. Và chúng tôi gặp ngoại ở tại Malaysia đó ông bà anh chị em. Ngoại lộc đã thấy điều mà người khác không thấy. Đó là Đức Chúa Trời, Ngài đang sống. Và đó là lý do là ngoại yêu mến Chúa và đến ngày 98 tuổi ông bà anh chị em ạ. Tháng 11 này bay về Việt Nam vì đơn giản ở tại Cà Mau có một hội đồng. Và chúng ta biết, tôi ở đó tôi biết ngoại khởi sự cái hội thánh đó chỉ có 5-7 người thôi. Nhưng bây giờ mỗi một năm hội đồng tại Cà Mau 1.000 người ông bà anh chị em. 8 hội thánh tại đó. Ngoại chỉ học hết lớp 3 thôi ông bà anh chị em ạ. Ngoại học hết lớp 3 thôi. Chứ không phải là ngoại giỏi giang đâu. Nhưng mà sao? Ngoại đã bám chặt vào một điều mà lời Kinh Thánh chép. Ban đầu có Đức Chúa Trời và muôn vật làm nên bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng cho loài người. Và đó lý do khi mà người ta chất vấn Chúa Giêsu, người ta vặn vẹo Chúa Giêsu về lẽ đạo, về luật lệ, về mọi điều, thì Chúa Giêsu nói sao? Ngài không có quan tâm đến điều người ta nói, mà Ngài chỉ vào chính mình Ngài. Ta là sự sống. Theo ông bà anh chị em qua tới thăm anh Kiệt ở Rehab Center, anh Kiệt ngồi đó bị liệt nửa người, cái hộp sọ mới phẫu thuật chưa xong, vẫn chưa đeo, vẫn đội cái nón như vậy. Anh cần gì theo ông bà anh chị em? Anh cần sự sống. Anh có cần tôn giáo không ạ? Không. Anh có cần chúng ta coi như là đến đó đông người vui vẻ hát cho anh không ạ? Anh không cần. Anh cần một thực tại. Đó là Chúa Giêsu. Vì vậy tôi đã cầu nguyện sức giàu cho anh và tôi nói là tôi đi Cali về, tôi sẽ đến thăm anh tiếp. Bởi vì sao? Tôi không làm công việc tôn giáo. Vì tôi biết Chúa Giêsu là đấng sống. Và tôi phải nói cho anh biết là sao? Chúa Giêsu là sự sống. Và rất giản dị thôi. Kinh Thánh chép, Chúa Giêsu nói rằng các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng được sự sống đời đời. Cho nên không, Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Nhưng các ngươi không muốn đến cùng ta. Vấn đề của chúng ta là gì? Rất đơn giản thôi. Mở rộng tấm lòng của mình và đến với Ngài thôi. Ông bà anh chị em ơi, nó rất đơn giản. Hôm qua chúng tôi học Kinh Thánh tối thứ bảy. Tôi nói mọi người biết vì sao Chúa cứu mình không ạ? Bởi vì trong Sáng Thế Ký đoạn 1 nói sao? Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Và Sáng Thế Ký đoạn 1 cũng nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta. Cho nên tôi và Đức Chúa Trời, quý vị và Đức Chúa Trời là huyết thống với Đức Chúa Trời. Chúng ta là mối liên hệ với Ngài, chúng ta ràng buộc với Ngài. Vì vậy, Ngài cứu chúng ta. Và sự cứu rỗi của Ngài ban cho chúng ta không phải là bởi tiền bạc, không phải là khổ tu, không phải là hành xác, không phải là cúng bái ông bà anh chị em. Nói thật, chúng ta về Việt Nam chúng ta biết hối lộ này, phong bì này, mãi lộ này, đó là cảnh sát giao thông, đó là quan chức chính quyền đúng không ạ? Nhưng chúng ta biết là sao? Cha và con thì sao ạ? Không bao giờ có điều đó đúng không? Trên đó do hôm qua tôi khích lệ hội thánh đó là sao? Chúng ta phải biết rằng đứng chúng ta tin đó, Ngài đã lựa chọn tất cả mọi điều làm cho nó dễ dàng, cho đến nỗi chỉ cần tin mà thôi. Hãy hình dung nhé, mình đang khốn khổ, mình đang làng lệt, mình đang nghèo khổ, mình đang thân thể coi như là tan nát, cổ mấy chồng, mình đến người ta lại chồng cho mình thêm cái chồng tôn giáo nữa. Mình có chết luôn không ạ? Chết luôn đúng không? Nhưng mà chúng ta gặp Chúa Giêsu thì sao? Đó là con về gặp cha của mình, không có một cái chồng nào cả ông bà anh chị em. Chỉ tin mà thôi ông bà anh chị em. Tôi nhớ ông Smith, Rick Atwood, ông nói như thế này. Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến nỗi Ngài làm cho mọi việc trở nên đơn giản để chúng ta chỉ cần có một bước thôi, tin thôi mà anh chị em. Chứ nếu Ngài nói rằng con phải lên rừng, con phải xuống biển, con phải khổ tu hành xác, con phải có nhiều tiền, con phải đạo hạnh, thì tôi nói xin lỗi, người nghèo không thể có sự cứu rỗi, và một người trộm cướp và đĩ điếm thì sao, không đủ đạo đức để trở nên con của Đức Chúa Trời được, đúng không? Nhưng mà Chúa làm cho mọi việc dễ đến nỗi là gì? Chỉ tin mà thôi. Bởi vì Ngài yêu chúng ta và anh chị em.
Cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta đọc những lời này trong sách Giăng đó, chúng ta mới hiểu được lời của Chúa Giêsu. Ngài nói rằng Ngài là sự sống và tất cả chúng ta sẽ sống. Đó là lý do tôi ước ao ông bà anh chị em. Và có một đoạn kinh thánh khác ở trong Khải Huyền, đoạn 1 câu 17 và câu 18, tôi muốn đọc cho ông bà anh chị em thấy được. Trước hết tôi muốn ông bà anh chị em nhớ là sách Khải Huyền đó, cũng là sứ đồ Giăng ông viết. Cho nên là sứ đồ Giăng là người viết sách Giăng, nhưng ông cũng là người viết sách Khải Huyền. Cho nên chúng ta thấy là bất cứ chỗ nào của sứ đồ Giăng đều chỉ chung một tuyên ngôn thôi. Đức Chúa Trời là sự sống và chúng ta đến để chạm đến Ngài. Tôi sẽ đọc, chúng ta sẽ thấy nha. Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu phán ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu 17. Đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và đấng sau cùng. Là đấng sống, ta đã chết, kẻ nay ta sống đời đời, cầm xìa khóa của sự chết và âm phủ. Cảm ơn Chúa mà. Âm phủ có một cái chìa khóa, Chúa Giêsu Ngài đã cầm lấy đó. Chúng ta biết Chúa Giêsu Ngài đóng đinh như thập tự giá và Ngài chết vì tội lỗi của chúng ta ấy, là không phải vì Ngài bất lực đâu ông bà anh chị em. Bởi vì Ngài phải đi xuống tận cái nơi mà người ta rất sợ hãi, đó là sự chết, để Ngài bẻ gãy nó. Và đó là do tại sao chúng ta có ngày phục sinh và Chúa Giêsu là đấng đang sống. Và trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu 17 câu 18 là nói sao? Ta cầm chìa khóa của âm phủ và sự chết. Khi tôi cầu nguyện cho bác Phi, mẹ của anh Sơn đó, là tôi cầu nguyện vì tôi biết rằng Chúa Giêsu mới cầm chìa khóa của sự chết, chứ không phải là bác sĩ nói rằng là mẹ anh Sơn sẽ còn sống 2 ngày nữa thôi. Đúng không ạ? Bác sĩ thì căn cứ trên hiện trạng của mẹ anh Sơn nói rằng là bà chỉ còn sống 2 ngày nữa. Nhưng mà lời Chúa nói sao? Ngài mới là đấng cầm chìa khóa của sự chết. Và tôi nhớ mãi, tôi nói với bác Phi, mẹ anh Sơn là gì? Bác phải nhớ rằng mình chỉ còn có một lời cầu nguyện thôi. Nếu Chúa cho con sống, con sẽ sống để làm chứng và chia sẻ về Chúa cho con cái của con. Còn nếu Ngài cất con về, xin cho con được về nhẹ nhàng, không làng lệt, không lê lết, không coi như là thực vật như thế này nữa. Đó không phải là cách. Đúng không? Vì bác 80 mấy tuổi rồi, bác về với Chúa. Nhưng nếu Chúa cho con về, về thỏa lòng. Còn nếu cho sống, con phải sống thỏa lòng. Đúng không? Và đó ra tôi nói, tôi gặp anh Kiệt ngày hôm qua, tôi nói, Hải sẽ trở lại để nói cho anh biết Chúa đang sống. Và Ngài sẽ phục hồi sự sống cho anh. Chúng ta biết tôi và anh Liêm là thân với anh Kiệt đó. Tôi nói là anh Kiệt anh bận, anh Liêm bận chứ anh Liêm sẽ vào thăm anh. Chúng tôi đến thăm anh Kiệt, anh rất là khôn ngoan, rất là mạnh mẽ. Anh không phải mạnh mẽ về cơ bắp thôi đâu á. Anh ngày xưa anh là lính không quân mà. Anh còn mạnh mẽ về cái cá tính của anh nữa. Nhưng mà đến nay tôi đến, tôi nhìn thấy anh ngồi đó. Hai dàng nước mắt anh rơi, tôi nói là Chúa yêu anh lắm. Anh nhớ lại tôi với anh Liêm đến nhà mà. Anh nhớ lại những gì mà anh đã nói là mình rất là mạnh, mình lên kế hoạch, mình sẽ. Nhưng khi anh ngồi đó, anh vẫn thấy ơn của Chúa. Và tôi nói là Hải đi Cali về, Hải sẽ vào thăm anh. Anh khóc khi tôi cầu nguyện cùng anh. Tôi nói là tôi cảm thông với anh, nhưng có một đấng hằng sống, Ngài không chỉ cảm thông, Ngài sẽ phục hồi anh. Anh phải tin điều đó, Chúa sẽ làm cho anh được phục hồi. Và ông bà anh chị em biết trong thơ Giăng thứ nhất đoạn 1 đến câu 4, ông Giăng lại nói một điều, đó là gì? Điều tai tôi đã nghe, mắt tôi đã thấy và ngắm, tay tôi đã rờ đến ngôi ân điển của Đức Chúa Trời. Và nay tôi nói cho anh em, để anh em cũng có thể rờ chạm đến Ngài. Chúng ta biết không? Ông Giăng là tất cả các thư tín của ông và sách Tin Lành Giăng và sách Khải Huyền, ông chỉ nói một điều thôi. Chúa đang sống, chúng ta có thể đến và nếm Ngài và giờ chạm đến Ngài. Ông chỉ nói một điều như vậy thôi. Ở trong tiếng Hebrew đấy có một cái từ mà tôi đưa cho ông bà cha nhìn trên tay tôi này. Cái từ này là từ Aletta. Cái từ này được gọi là đầu tiên và cuối cùng. Đây là từ đầu tiên và từ cuối cùng ở trong bản chữ cái của
tiếng Hebrew, cái tiếng mà viết lên Kinh Thánh của chúng ta. Và khi Chúa Giêsu nói sao? Ta là đầu tiên và cuối cùng. Ngài nói là ta là đầu tiên và cuối cùng. Cho nên trong Kinh Thánh, sách Khải Huyền nói là đấng đầu tiên và cuối cùng phán rằng ta là sự sống và sự sống là. Đó mà anh chị em. Trên đó là tôi muốn khích lệ ông bà anh chị em. Hôm nay chúng ta được một thách thức rất đơn giản thôi. Nếu trên thế giới này có một cuốn sách ấy, thì cuốn đó phải là Kinh Thánh. Vì có rất nhiều những cuốn sách khác nói với chúng ta nhiều điều mình thấy vui thích, mình gặt hái được một vài thành công, nhưng mà rồi kết thúc tại đâu ạ? Mô mà. Nhưng duy nhất một cuốn sách, đó là Kinh Thánh, nói rằng mồ mả không phải là sự cuối cùng của chúng ta. Vì vậy, hỡi ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta có mặt trong căn phòng này để làm một việc thách thức chính mình. Đó là đón nhận Chúa Giêsu, tin nhận Ngài, chạm đến Ngài thôi. Và chúng ta nhớ những chương đầu tiên của sách Giăng, ông nói sao? Ban đầu có ngôi lời. À, ban đầu có ngôi lời, tức là có điều này đó ông bà anh chị em. Ngôi lời mà, lời mà, chân lý mà, đầu và cuối mà. Ông nói, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Muôn vật làm nên bởi Ngài, chẳng vật chi làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng cho loài người. Đình thấy không? Chúng ta đọc những lời đó và để cho lời đó chảy vào trong cái linh hồn của mình đó. Nó sẽ khiến cho chúng ta được sống đúng không bạn chị? Vì vậy hỡi hội thánh của Đức Chúa Trời, cái đoạn sách Giăng mà chúng ta vừa đọc đó, chúng ta vừa đọc với nhau ở trên bảng đó, chúng ta thấy nó lủng củng, nhưng mà thưa ông bà anh chị em, Chúa Giêsu Ngài muốn là sao? Ngài muốn lấy đi tất cả. Có lẽ là Chúa Giêsu không giống như là mấy cái người làm công tác hội thánh như tôi ngày nay đúng không? Ngài không có bao boy, Ngài không có cái hỗ trợ, Ngài không có cái gì cả. Nhưng Ngài nói sao? Ta là sự sống lại và sự sống đời đời. Ngài muốn tất cả những cái hành, mùi, rau thơm, ớt chanh này nó gạt ra. Chúng ta biết rồi, nếu mình chỉ có hành, mùi, chanh, ớt, rồi là giấm, mình có ăn được không ạ? Cái quan trọng là gì ạ? Dạ, quan trọng là phở, là thịt, đúng không? Chúa Giêsu Ngài, chúng ta nhìn thấy, Thái Bình đang cười, tôi hỏi, Thái Bình có muốn là Thái Bình có một tô chỉ có rau, hành, mùi, chanh, ớt không ạ? Và một bên là có phở và có thịt, em sẽ chọn bên nào? À, phở thì nó không vui vẻ như là thiếu rau thơm, có ok không? Được không? Cho Chúa Giêsu đấy, tôi rất thích cái cách của Chúa Giêsu. Ngài không màu mè ông bà anh chị em, bởi vì Ngài sợ người ta quá nhiều thứ người ta không nhớ được, cho nên Ngài luôn luôn chỉ thẳng vào mình. Đấy. Ta là sự sống, nếm đi, gặp đi. Và đó là do chúng ta thấy không ạ? Trong ban đêm có một người đến gõ cửa tìm Chúa Giêsu, rồi có một người đàn bà bẽn lẽn chạy đến ngồi dưới chân của Chúa Giêsu, rồi có một người đàn bà từ một cái đất nước khác nghe về Chúa Giêsu chạy đến ngồi dưới cái bàn của Chúa Giêsu đang ăn tối. Và bà ta nói sao? Xin Chúa giúp cho con. Chúa nói, ủa, ngươi là người ngoại quốc, tại sao ta phải giúp ngươi? Không lẽ nào lấy bánh của con cái ăn để cho chó sao? Bà nói, không, không sao Chúa, con biết Ngài đến để cứu người Israel, nhưng mà cũng giống như Ngài đang ngồi ăn trên bàn đó, Ngài ăn xong con cái, Ngài ăn xong mà cái mảnh bánh nó rớt xuống bàn đó, thì cho con chó nhỏ nó xin được vài miếng. Và Chúa Giêsu nói, ngươi hãy về đi, con của ngươi được lành. Chúng ta thấy không ạ? Chúa Giêsu là một thực tại, và người ta chỉ cần đến với Ngài thôi. Cả một đoàn đông đi như vậy, có người đàn bà mất huyết, bà nghĩ là sao? Ta chỉ cần rờ đến áo Ngài là sẽ được lành. Thế nào mình hình dung một người phụ nữ phải chui lùi dưới đất này, đi qua các chân của người khác để chạm đến áo của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu quay lại, Ngài nói sao? Hỡi con, đức tin con đã chữa lành con. Chúa Giêsu không phải là tôn giáo đâu mà anh chị em ơi. Tôi thấy nhiều nơi người ta có ảnh Chúa Giêsu mà nó không phải là Chúa Giêsu đâu, trông giống diễn viên đúng không ạ?
tóc dài, mặt hoa da phấn, rồi môi đỏ, rồi có cái quả tim ở giữa, xong rồi có chữ thập, rồi lửa cháy, rồi tôi thấy là không phải là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Ngài đang sống và Ngài rất giản dị. Ngài ở giữa chúng ta để chúng ta có thể lựa chọn được vào Ngài. Tại vì vậy, ông bà anh chị em hãy đứng lại, đứng lên. Trước khi chúng ta cầu nguyện, có một lời mà tôi muốn nhắc nhở chúng ta trong buổi sáng hôm nay ở trên đoạn Kinh Thánh này. Tôi xin được đọc ở trong cái câu này. Trong đoạn 5 câu 28 và câu 29 có hai điều mà chúng ta cần được nhắc nhở. Chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài mà ra khỏi. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ sống lại bị xét đoán. Và bắt đầu từ câu 24, Chúa Giêsu nói như thế này: quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật ta nói cùng các ngươi, giờ đến và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. Vì như cha có sự sống trong mình, thì cha cũng ban cho con có sự sống trong mình vậy. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho con, vì con là con người. Thưa ông bà anh chị em, tất cả những lời đó là lời trong sách Giăng đoạn 5, từ câu 24 đến câu 40. Nếu chúng ta nghe lời của Chúa Giêsu phán với chúng ta rằng Ngài có trọng quyền phán xét, và ai tin và nghe lời Ngài thì không chết đâu, nhưng sẽ sống. Đây chính là thách thức cho ông bà anh chị em. Đừng đánh giá hội thánh của Chúa bởi cái phương tiện hay quy mô hay bất cứ một điều gì. Tất cả những hội thánh lớn nhất hay những cái vật thể về vật chất hoành tráng không có thể làm nên một điều gì nếu không có Chúa Giêsu ở giữa. Vì vậy, điều mà chúng ta cần làm trong buổi sáng hôm nay không phải là điều gì khác hơn, đó là mở rộng tấm lòng của mình để đón nhận Chúa Giêsu. Nếu mối quan hệ của chúng ta đang chết đó, thì chỉ có một đấng có quyền làm cho sống lại, đó là Chúa Giêsu. Nếu thân thể của chúng ta đang héo mòn và chết đó, ung thư và gặm nhấm đó, chỉ có một đấng có thể làm cho nó sống lại, đó là Chúa Giêsu. Và tất cả những gì mà khiến cho đời sống của chúng ta đang tồn tại thì chỉ có Chúa Giêsu mới làm cho chúng ta sống thôi, ông bà anh chị em. Vậy hỡi hội thánh của Đức Chúa Trời, lời của Chúa trong sách Giăng đoạn 5 câu 24 đến câu 40 trong buổi sáng hôm nay chỉ đơn giản nói với chúng ta một điều: Giêsu là Đức Chúa Trời và Ngài đang sống, và Ngài duy nhất chính mình Ngài với có đủ năng lực để làm sống lại mọi điều đã chết. Vì vậy, buổi sáng hôm nay chúng ta đến đây không phải để nghe thêm thông tin về Đức Chúa Trời đâu. Chúng ta đến đây và nếu lòng chúng ta mở rộng, chúng ta sẽ nhận được sự sống từ nơi Ngài. Ngay cả bây giờ, hãy đặt tay lên thân thể của mình. Hãy nghĩ về những điều quan hệ đang gãy đổ trong hôn nhân của chúng ta, với các mối quan hệ khác xung quanh chúng ta. Nếu nhìn thấy nó đang chết dần, chết mòn, thì chỉ có một mình Ngài, đấng hằng sống, sẽ cho chúng ta cơ hội để làm sống lại. Đừng để ý người bên phải hay bên trái của mình nghĩ về điều gì. Đừng để ý người khác nhìn mình kỳ cục là thể nào. Nhưng hãy nói với Chúa rằng, nếu con không chạm đến Ngài trong buổi sáng hôm nay thì con sẽ chết. Chính vì vậy, con cần Ngài trong ngay thì giờ này. Hãy nhớ lại lời của sứ đồ Giăng trong đoạn 1 câu 12.
Nhưng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. Hãy mở rộng tấm lòng của mình. Ngài đang ở đây trong căn phòng này. Dầu chúng ta không thấy Ngài, nhưng không có nghĩa là Ngài không hiện hữu đâu. Vì Ngài đang ban cho chúng ta hơi thở, Ngài đang ban sự sống cho chúng ta, Ngài cũng ban sự sống cho mọi vật xung quanh chúng ta. Đó chính là Ngài. Chúng ta hãy mở rộng tấm lòng của mình. Chúng ta sẽ nghe một lời bài hát như một lời cầu nguyện của chính mình trong buổi sáng hôm nay. Với hội thánh của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta đã đi nhà thờ nhiều năm rồi nhưng chưa tin Chúa Giêsu, xin hãy bước lên phía trên này. Và nếu hôm nay chúng ta, những người đến với hội thánh của Chúa chưa có Chúa Giêsu, hãy bước lên phía trên này, đón nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình. Hỡi ông bà anh chị em, sẽ không có điều gì quan trọng cho chúng ta hơn chính là sự sống. Nếu chúng ta đã từng đi nhà thờ mà chưa có Đức Chúa Trời, thì hôm nay là cơ hội chúng ta gặp Ngài. Và nếu chúng ta đã sống những năm tháng trong cuộc đời chưa có Đức Chúa Trời, thì hôm nay cũng là thời giờ chúng ta có thể gặp Ngài. Ơi ông bà anh chị em, còn có ai nữa không? Vì Chúa Giêsu Ngài nói rằng, hỡi những kẻ mệt mỏi và lòng ánh ưu sầu, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ, vì gánh ta dễ chịu, ta nhẹ nhàng. Còn có ai không ạ? Hãy mạnh dạn bước lên phía trên này. Và ngay cả chúng ta cần Chúa giải cứu chúng ta khỏi điều gì, cũng hãy bước lên phía trên này. Đức Chúa Trời Ngài không lấy nét mặt giận mà nhìn chúng ta đâu, vì chỉ duy Ngài đấng sống sẽ làm cho sống lại mọi điều, ngay cả thân thể của chúng ta và linh hồn của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cô có muốn mời Chúa Giêsu vào làm Chúa của mình trong buổi sáng nay không? Dạ, cảm ơn Chúa. Cô tên đầy đủ là gì? Thưa hội thánh, cô Lê Thị Xuân, cô tên Xuân họ Lê bởi vì cha mẹ đã đặt cho cô, họ của cô là bởi cha của cô. Nhưng vượt lên trên điều đó, cô và cha của cô cũng là con của Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi làm nên mà không bởi Ngài. Và buổi sáng hôm nay, như lời Chúa Giêsu nói, khi một người trở về tin nhận Chúa Giêsu thì cả thiên đàng reo vui vì một đứa con đã trở về cùng Ngài. Cô Xuân hãy nói theo hai điều này nhé. Con kính lạy Đức Chúa Trời. Con là Lê Thị Xuân. Hôm nay con biết rằng Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của con. Nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời hằng sống.
để ban sự sống và sự sống đời đời cho con. Giờ này con mở lòng mời Chúa Giêsu bước vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời con. Xin biên tên con vào sổ sự sống đời đời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa vì lời thành tín của Chúa hứa với cô Xuân như thế này. Nhưng nếu ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên làm con của Đức Chúa Trời. Chúc mừng cô đã trở nên làm con của Đức Chúa Trời, con gái của Ngài. Dạ, xin Hội Thánh cứ đứng và tôi sẽ cầu nguyện để Chúa chúc phước cho cô Xuân. Cô không cần nói theo nữa, cô chỉ đứng thôi. Dạ. Chúa ơi, con nhân danh Chúa Giêsu Nazareth, con công bố rằng vì Ngài đã xé tờ khế ước lập kịch cùng cô Xuân, cùng mọi điều khoản trái với cô, cho nên giờ này nhân danh Chúa Giêsu Nazareth, ta tuyên bố rằng không có bất cứ một sự đoán phạt hay phán xét nào đối với cô Xuân nữa. Vì Chúa Giêsu, Ngài đã là cứu Chúa của cô Xuân. Trong danh vinh hiển của Chúa Giêsu, ta công bố cô Xuân thuộc về Đức Chúa Trời một cách vĩnh viễn, và mọi thế lực tăm tối, mọi những gì không thuộc về Đức Chúa Trời không có phần gì trên cô Xuân. Vì cô Xuân là con gái của Đức Chúa Trời, thuộc về Đức Chúa Trời, được mua bởi Chúa Giêsu. Còn cảm ơn Chúa Giêsu. Giờ này nhân danh Chúa Giêsu Nazareth, con dâng cô Xuân lên trong tay Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài chiếu sáng mặt Ngài, Ngài chúc phước Ngài dẫn dắt cô những ngày đi trên đất này, Ngài đón nhận cô khi cô trở về cùng Ngài trong sự sống đời đời. Trong danh vinh hiển của Chúa Giêsu, con dâng cô Xuân trong tay Ngài. Ngợi khen Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Hallelujah. Hội Thánh là gia đình của cô, là cô là anh chị em ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Là cảm ơn Chúa. Chị Trinh muốn cầu nguyện. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa là chúng ta biết chị Trinh như một người chị em ở trong Hội Thánh của chúng ta. Và hôm nay chị quyết định đến để nói với Chúa là chỉ muốn có sự sống đời đời. Một bước nhỏ của con người lên phía trên này, nhưng chúng ta biết đó là những bước đến với Đức Chúa Trời. Tôi không phải là Đức Chúa Trời, nhưng Chúa đang đứng đây và Ngài chứng nhận cho điều này là tấm lòng của chị muốn thật sự là con của Đức Chúa Trời. Tôi xin phép được cầu nguyện. Chúa ơi, con cầu nguyện vì lời hứa của Ngài rằng nhưng ai tin nhận Ngài, Ngài ban cho quyền trở nên làm con của Đức Chúa Trời. Giờ này trong danh vinh hiển của Chúa Giêsu, con cầu nguyện để dâng chị Ngọc Trinh. Chị có đến Hội Thánh của Chúa nhiều ngày, nhưng hôm nay chị muốn tuyên xưng rằng chị là con của Đức Chúa Trời, muốn nhận sự sống đời đời từ nơi Ngài. Chính vì vậy, trong danh vinh hiển của Chúa Giêsu, ta công bố rằng bởi sự tin trong lòng được công bình, bởi miệng nói ra mà được cứu, chị Trinh đã nói trước mặt Hội Thánh rằng chị muốn có sự sống đời đời, và Chúa Giêsu Ngài ban điều đó cho chị. Giờ này nhân danh Chúa Giêsu Nazareth, ta công bố tất cả những sự rủa xả, tất cả những gì nghịch cùng chị Trinh không còn quyền nữa, không còn phép ở trên cuộc đời của chị nữa. Vì nhân danh Chúa Giêsu Nazareth, ta công bố như lời Chúa có hứa rằng Ngài xé tờ khế ước nghịch lập cùng chị Trinh, cùng mọi điều khoản trái với chị. Cho nên trong danh vinh hiển của Chúa Giêsu, ta công bố sự tăm tối đó các ngươi không có phần gì trên người chị em của chúng ta là chị Trinh. Trong danh vinh hiển của Chúa Giêsu, ta công bố lấy lại hôn nhân của chị, lấy lại người chồng cho chị, lấy lại con cái cho chị, cháu chắt cho chị. Trong danh vinh hiển của Chúa Giêsu, Ngài làm mới lại chị, Ngài làm mới lại gia đình của chị. Và ngay thì giờ này, khi chị là con cái của Đức Chúa Trời, chị cầu nguyện cho chồng của mình, chính chị sẽ nhìn thấy chồng của mình được phục hồi, đứng dậy, bước đi. Còn cảm ơn Ngài, trong danh vinh hiển của Chúa Giêsu, con cầu nguyện để sức giàu cho chị, để rồi Chúa ơi đánh dấu chị. Vì giờ này trong danh vinh hiển của Chúa Giêsu, con công bố rằng chị thuộc về Ngài vĩnh viễn, và sự bình an của Đức Chúa Trời ở trong chị. Cảm ơn Ngài.
Chúng con là hội thánh của Đức Chúa Trời, đồng lòng hiệp ý, dâng chỉ trinh trong tay Ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúng ta là Leon, muốn cầu nguyện để cuộc đời này được dâng lên cho Chúa và Ngài toàn quyền sử dụng. Xin Hội Thánh, chúng ta cùng hiệp ý với tôi, cùng hướng đôi tay của mình để chúc phước cho người trai trẻ này. Vì đây là một con người đã lựa chọn Chúa Giêsu, muốn giao đời sống mình cho Ngài, để Ngài có thể thi hành mọi ước muốn của Ngài trên cuộc đời của mình. Trong danh vinh hiển của Chúa Giêsu, bởi quyền Ngài ủy thác cho Hội Thánh, Chúa ơi, con cầu nguyện để dâng Leon trong tay của Ngài. Xin chính mình Chúa, Ngài nhận lấy em con cho sự vinh hiển của Ngài. Cảm ơn Chúa, con cầu nguyện vì Ngài có một lời với Leon rằng hãy dâng thân thể của em như của lễ sống và thánh để đẹp lòng Đức Chúa Trời, để thử cho biết ý muốn tốt lành đẹp lòng của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của em. Cảm ơn Chúa Giêsu, giờ này trong danh vinh hiển của Chúa Giêsu, con chúc phúc trên đôi tay này, con chúc phúc trên tấm lòng này, Chúa ơi, để trọn vẹn thuộc về Ngài. Và ngày hôm nay, ngày 6 tháng 10 năm 2019, chúng con chứng kiến một giao ước của Đức Chúa Trời cùng người trai trẻ này. Để rồi Chúa ơi, trong danh vinh hiển của Chúa Giêsu, con cầu nguyện để Thánh Linh của Chúa đầy dẫy trên em con và dâu của Ngài, sự vui mừng của Ngài, quyền năng của Ngài ở trên em con. Và Chúa ơi, con cầu nguyện trong danh vinh hiển của Chúa Giêsu, Ngài chiếu sáng và dẫn dắt em con, hầu cho em con chiếm lấy cửa thành quân nghịch, hầu cho em con ở trên cao, không ở dưới thấp, ở đằng đầu, không ở đằng đuôi. Con cảm ơn Ngài, trong danh vinh hiển của Chúa Giêsu, con cầu nguyện để Chúa ơi, dầu của Ngài, quyền phép của Ngài đầy dẫy trên người trai trẻ này. Để rồi Chúa ơi, con cầu nguyện để rồi trong danh vinh hiển của Chúa Giêsu, con cầu nguyện để đôi chân này là đôi chân được cứng vững. Chúa ơi, con cầu nguyện trong danh vinh hiển của Chúa Giêsu, con cầu nguyện đôi chân này là đôi chân được cứng vững. Chúa ơi, và trong danh vinh hiển của Chúa Giêsu, con cầu nguyện những tấm lòng này là tấm lòng mềm mại cho Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài, ngợi khen Chúa, con dâng Leon trong tay Ngài, nguyện xin Chúa Ngài dẫn dắt em con trọn đời từ nay cho đến ngày gặp Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một việc chúng ta làm, đó là tiệc thánh. Kính thưa Hội Thánh, tiệc thánh dù chỉ là bánh và chén rất đơn sơ, nhưng là điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta được nhắc nhớ. Bánh là thân của Ngài, chén là huyết của Ngài, vì Ngài muốn chúng ta có sự sống. Mỗi khi ăn bánh và uống chén, chúng ta thấy được sự sống của Ngài đi vào trong thân thể của chúng ta. Đó là điều mà Chúa Giêsu muốn chúng ta làm. Dầu bánh và chén rất giản dị, nhưng Chúa Giêsu nói, như bánh con ăn hàng ngày, như nước con uống hàng ngày, thì thân và huyết của ta chính là đồ ăn cho đến sự sống đời đời. Vậy chúng ta có mặt trong buổi sáng hôm nay và có tiệc thánh vì Chúa Giêsu Ngài muốn nhắc chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta biết dường bao. Được. Có chép, đấy là trong đêm Ngài bị đổ, tức là đêm Chúa Giêsu Ngài bị bắt, trước khi Ngài bị bắt đóng đinh trên thập tự giá, Ngài có làm một điều trong đêm Ngài bị đổ, lấy bánh tạ ơn đưa cho môn đồ mà phán rằng, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho.
Vậy mỗi khi các ngươi ăn bánh và uống chén, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Chúa muốn chúng ta được nhắc nhớ rằng chúng ta có phần với thân và huyết của Ngài, vì chúng ta là huyết thống của Ngài. Ngài đã đổ sự sống Ngài ra cho chúng ta đến giọt huyết cuối cùng. Cũng vậy, Ngài lấy chén, tạ ơn, đưa cho môn đồ mà phán rằng: này là huyết trong giao ước của ta, vì các ngươi mà đổ ra cho nhiều người được tha tội. Như vậy chúng ta thấy bánh và chén mỗi một lần được giao ra chỉ có một mục đích thôi, để nhắc nhở chúng ta rằng Ngài yêu chúng ta đến dường nào. Tiệc thánh khác với tiệc con người. Tiệc con người chúng ta ăn rồi chúng ta lại phải ăn và chúng ta vẫn sẽ chết. Nhưng tiệc thánh của Chúa thì ban cho chúng ta sự sống cho đến đời đời. Đó là lý do chúng ta có tiệc thánh trong buổi sáng hôm nay. Hãy làm điều này để nhớ đến ta. Trong khi chúng ta chờ đợi nhận bánh và chén, chúng ta sẽ nghe một bài hát để nhắc nhở chúng ta về ơn và lòng thương xót Ngài đã dành cho chúng ta. Cảm dỗ mình giữ
tôi xin hỏi còn ai thiếu mà cô Xuân có chưa? Tôi muốn tất cả những người đã tiếp nhận Chúa Giêsu thì có quyền giữ cái điều này, bởi vì khi tiếp nhận Chúa Giêsu thì như lời Ngài phán, này là thân thể ta vì các con mà phó cho. Vì vậy khi một người tiếp nhận Chúa Giêsu, người đó đã đón nhận thân thể của Ngài. Và trước khi chúng ta cùng dự tiệc thánh chung với nhau, tôi xin được cầu nguyện vì lời của Chúa có nhắc nhở chúng ta rằng, vậy mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén thì phải tự xét lấy mình để không mắc tội với thân và huyết của Chúa. Và trước khi tôi cầu nguyện thì xin hội thánh cũng dành thì giờ để thầm nguyện với chính mình Chúa về những sự vi phạm và lỗi lầm của mình, để chúng ta xứng đáng với thân và huyết của Chúa trong thời gian này. Xin chúng ta cùng đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Tôi xin được cầu nguyện. Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời, khi Ngài cầm bánh, Ngài bẻ ra và Ngài đưa cho môn đồ, Ngài có phán rằng, này là thân thể ta vì các con mà phó cho. Chúa ơi, Ngài đã đưa sự sống của Ngài cho chúng con tạ ơn Ngài. Ngài lấy chén mà nói rằng, đây là huyết trong giao ước mới của ta vì các ngươi mà đổ ra. Cảm ơn Ngài, Ngài đã giao trọn sự sống của Ngài cho chúng con để chúng con được sống. Vì vậy giờ này, Chúa ơi, con cầu nguyện để dâng lên Ngài ông bái cho chúng con đang đứng trước mặt Ngài đây, sẽ không còn ai giữ gìn cuộc đời của mình nữa, nhưng đã sẽ giao nó cho Đấng đã giao chính sự sống của Ngài cho chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con nhận bánh và chén của Chúa với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa Giêsu phán rằng, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Xin mời thánh chúng ta cùng dự. Với chén, Ngài nói rằng, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Cảm ơn Chúa. Xin mời thánh chúng ta cùng dự. Cảm ơn Chúa, tiệc thánh đã xong. Nguyện xin Chúa Ngài ban cho chúng ta một tuần mới trong sự sống phục sinh của Ngài. Xin mời chúng ta cùng đến với Chúa trong lời cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin Cha ban cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ này. Xin Cha tha tội cho chúng con, yêu chúng con, tha tội cùng chúng con. Xin Cha để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con ra khỏi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha, đời đời vô cùng. Amen. Chúa, vì Ngài nói rằng,
hãy chúc phước cho dân sự của Ngài. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời là đấng thành tín, lời của Ngài vững lập các nơi trên trời đời đời. Ngài có mạng lệnh cho hội thánh của Chúa, đó là hãy chúc phước cho dân sự của Ngài. Vì vậy, con vâng theo mạng lệnh của Chúa để chúc phước cho dân sự của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Nazareth, con cầu nguyện để tình yêu của Đức Chúa Cha, ân điển của Chúa Giê-xu và sự thông công của Đức Thánh Linh là tất cả những điều trọn lành, đeo đuổi, dẫn dắt, bảo vệ, gìn giữ và bình yên của Đức Chúa Trời ở cùng với hội thánh của chúng con từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Dạ, cảm ơn thánh.